chú anh chị trên kênh YouTube của VV Cá Viên Chiên. Hôm nay em đến xâm nhập nhà hai nhân vật nha. Theo mọi người yêu cầu là cũng một cái series tập cuối VV rồi, VV sẽ không la xâm nhập nữa, VV sẽ quay về chủ đề khác. Thì hôm nay chủ đề của VV là hai em này trong LGBT của tụi em. Thì như mọi người cũng đã thấy đó, thì hai em này cũng như là thường ngày rất là vui vẻ trên clip. Thì hôm nay tụi em hai em sẽ tâm sự về sau cuộc chuyển giới của hai em như thế nào nha. Đó chính là Ngọc Nhi và Đông Đông nha mọi người nha. Nào theo chân em đi đến nhà của Đông Đông và Ngọc Nhi nha. Get go. Đây, em đang tiến tới căn phòng của Đông Đông và Ngọc Nhi đây mọi người. Trời ơi, trước cửa phòng có chân bao lì xì nè, giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất. Ngồi đó, chuẩn bị em mở cửa nha. Ai vậy? Chị nè. Ai vô đi. Út à, đó, đây mọi người ơi. Ai vậy? Đây là căn phòng bé bé xinh xinh. Ủa, hello trời, đi đâu vậy? Đó. Đi đâu vậy trời? Chị đi khám phá nhà của tụi em. Trời ơi, qua sao không gọi cho tụi em biết chứ, một tiếng để cái tụi em dắt chị vô, ai chị kêu nhà em vậy? Nói cho chị cũng coi địa chỉ của em, chị đi định vị ở đây, chị đi gần nửa tiếng đồng hồ chị mới tới đây đó. Trời, hôm nay qua đây quay cái gì vậy? Quay đột nhập nhà em. Trời ơi, giống như lời đã hứa bữa, em hứa với chị là em sẽ quay cho chị một cái clip đó về cái chuyển giới đúng không chị? Đúng rồi em, nó kể về cuộc đời của em sau khi chuyển giới á. Thì bây giờ trước khi chị mình đưa chủ đề thì chị khám phá phòng chút xíu được không? Không, bây giờ mình đổi cái chỗ mình ngồi đi, bây giờ đây là cái chỗ trang điểm nó hơi bề bộn chút xíu đó. Bây giờ mình qua bên đây ngồi nó chuyện sẽ dễ hơn nha chị Vy nha. Ok em đây. Tặng em cái lụa mền. Ok chị. Nè. Giống đột nhập nhà sãi á. Hèn đi đi. Thì út này nè, nè Nhi. Đó. Em giới thiệu cái phòng của em trước đi. Đây là cái phòng của em với Nhi. Thực sự là đúng công rất là nhiều, thật sự là hai chị em là tự làm hết luôn á, và tự đề co, nói chung là giống như nhà không có đàn ông của mọi người, hai chị em không cha, hai chị em ở chung á, giống như là phải làm tất cả rồi mua cái đèn ở đây, giống như là ví dụ như là đó tụi em mua đi, tự đi mua luôn và tự đi mua và tự làm từ gấp gáp luôn á mọi người, tụi em đề con hết luôn, đúng rồi, cái phòng hơi nhỏ nhưng mà cái tụi em cảm thấy như vậy quá là quá hạnh phúc với tụi em, tại vì có được một cái căn phòng ấm áp hai chị em ngủ. Chị ưa cái cũng được có căn phòng giống cái mỹ phẩm rồi giống tụi em vậy nha. Dạ. Đó. Có bộ tóc giả luôn được không chị? Đông Đông Ngọc Nhi đi mọi người ơi. Đó mấy con này con như là con gì chị quên rồi nè. Đây là chị. Đây là đây là bốn gái trong nhóm em nha mọi người nè. Đông Đông, Mấy Nghiến, Ngọc Nhi và Mi Candy nha mọi người. Không, em đang rước thêm vài người nữa. Đang rước Thu Phương với lại Minh Tuyết về mà chưa có giao kịp mọi người. Ủa vậy cái đó gọi là gấu gì chị quên mất tiêu rồi ta? Em không biết luôn. Em không biết gấu gì nhưng mà em thấy ở trên TikTok á nó bán dễ thương quá, em mua để chưng á mọi người. Đó, đây là phòng của Đông Đông Ngọc Nhi nè mọi người ơi. Đó, đây là hình hình của em. Hình của Đông Đông. Ủa ngồi em để hình không hả? Chuẩn bị thôi, em chuẩn bị chụp hình và rửa ra em chuẩn bị chụp hết vậy. Đó. Rồi bây giờ chị hỏng dưới hai tay chút xíu nha. Ngồi đi luôn hai ta. Cứ bắt ngồi đây luôn đi, chị hỏi vô cũng được. Mất cười nè. Ngồi chú đi. Ngồi chú coi chị ơi, ngại quá. Đó. Dưới luôn em. Có cái đồ lót ghế cho chị ngồi đi chị Vy. Chị nói chút xíu về đâu là tụi em nha, thì dự định sắp tới của tụi em là sẽ là đi đâu và làm gì cho mọi người cùng biết đi bé. Và lời nói đầu tiên cho phép em và Ngọc Nhi gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thì hôm nay được chị VV Cá Viên Chiên đến đây quay cho hai tụi em một cái kênh vlog để gọi là cái quá trình chuyển giới của hai chị em đó cực khổ và lao đao như thế nào. Thì hôm nay tụi em sẽ biết được bao nhiêu và tụi em sẽ đã làm những gì và tụi em sẽ chia sẻ cho những bé sau này mà có khi có muốn đi chuyển giới thì sẽ biết được ở cái cảm giác như thế nào và giống như là bị đau đớn như thế nào và mọi người đừng có sợ. Thường thường người ta hay nói đẹp nó mới đau và đau nó mới nó sẽ trở thành đẹp cho mọi người nha. Tụi em đã lận đận và trải qua nhiều cuộc chuyển giới từ lúc nhỏ nè là phải chích hormone, bắt đầu lớn từ từ là tụi em phải đi làm kiếm tiền để chuyển giới. Sự là kể về cái cuộc đời của tụi em rất là cực khổ mới có được như ngày hôm nay. Thì qua sau một cái cuộc chuyển giới của em á, là tụi em lúc đó tụi em lên phòng mổ, tụi em có cảm nghĩ như thế nào không? Thực sự rất là sợ. Sợ đúng khi mà, rất là sợ đúng không mọi người? Khi mà bước lên phòng mổ là cảm giác là vừa vui vừa mừng vừa hạnh phúc và rất là sợ nha. Biết sao không? Tại vì khi mà lên bàn mổ bất cứ em giải phẫu chuyển giới hay là thay đổi một cái gì trên gương mặt hoặc là cơ thể á, em đều niệm Phật hết cả. Khi mà nằm trên bàn mổ là tụi em phải niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật để cho cái tâm mình nó tịnh hơn và giống như là mình phải mình không có lo sợ nữa mọi người. Nói chung là quá quá cực khổ. Những tại vì em không có hình ảnh những lúc mà em để em đi chuyển giới em chụp hình nữa, nếu mà có em cũng show lên cho mọi người xem luôn. Thì lúc đó em
hình như 50kg, và khi em chuyển giới xong em bị sụp hết 7-8kg đó mọi người, em rất là ốm, ốm cực kỳ ốm luôn. Ủa nhưng mà chị có hay chị biết là giống như là mình trước khi mình lên bàn mổ là mình có dí giấy sinh tử đúng không em? Em nghe nói là hình như là những bé mà nhỏ dưới 18 tuổi á là sẽ ký giấy hoặc là dắt ba mẹ đi chung. Có ba mẹ đi chung đúng không? Đúng rồi. Còn riêng tụi em là lượt đó em giải phẫu lúc em 22 tuổi. Và bây giờ em cũng đã 31 tuổi rồi nha. Còn Ngọc Nhi? Còn em là chuyển giới lúc đó là em đi là ngay ngày sinh nhật, giống là bị sinh ra một lần nữa đó mọi người. Nhưng mà em đi sớm hơn ngày sinh nhật của em là đúng là năm đó là em vừa đủ tuổi luôn, nhưng mà em đi sớm hơn ngày sinh nhật của em như 2-3 ngày á, là em phải dời cái lịch mổ lại đúng ngay ngày sinh nhật và đúng tuổi em mới được mổ nha mọi người nha, tại lúc đó không có ba mẹ em đi cùng. Là tội là mỗi người là em với Đông Đông là di chuyển giới khác thời gian với nhau đúng không? Đúng rồi, khác thời gian. Đông chuyển giới trước em luôn. Là chuyển giới trước với Nhi. Ở trong cái cuộc em đi chuyển giới thì ai sẽ đi cùng em? Dạ em đi chung với chị Lâm Thanh Thảo, là chị là người chuyên gia dẫn những bạn chuyển giới. Giống như là muốn thành một người phụ nữ á, là phải liên hệ qua chị Lâm Thanh Thảo. Nhưng mà chị sẽ như là chăm sóc mình nè và giúp đỡ cho mình rất là chu đáo và tận tình luôn nha mọi người. Đúng nha. Rồi. Còn Ngọc Nhi? Em cũng vậy luôn, em đi chung với chị Lâm Thanh Thảo luôn. Là mà động lực gì khiến cho tụi em phải chuyển giới? Khi mà giống như bây giờ em hẹn chị với Gia Hơn với Minh Tuyết thì không có khao khát để trở thành một người con gái như tụi em thật sự. Nói chung thì tụi em có khao khát mãnh liệt lắm mới muốn biến mình trở thành một người con gái thực thụ. Thì đối với tụi em thì chuyển giới đó sẽ có khó khăn như thế nào khi tụi em nghĩ đến bước tụi em chuyển giới luôn? Tại vì cái chuyển giới này là ước mơ của em từ hồi nhỏ rồi. Người ta hay nói là cha mẹ sinh con thì trời sinh tính. Mình đâu có biết được trước là mình lớn lên mình sau này là mình như thế nào đâu. Thì hồi xưa lúc mà em còn nhỏ, em còn đi học á, thì em đã lộ ra rồi mọi người nha. Lúc em còn 5-6 tuổi gì, không phải 5-6 tuổi, học lớp 4-5 á là em đã lộ rồi. Tại vì nhà em có 4 người chị, em là Út, là con trai. Sinh ra như cha mẹ mừng lắm luôn á, thì nghĩ là sẽ có người để nói dõi tông đường. Nhưng mà không nghĩ là lớn lên sau này em là một người chuyển giới luôn. Hồi xưa là em còn nhỏ, và khi mà em lộ lên đó là em đã học lớp 6. Lớp 6 là em đã lộ dần ra, thì em bị đánh rất nhiều luôn nha mọi người nha. Cha mẹ em đánh em và cả chị nữa. Ba em đánh em bằng dây xích đó mọi người có tin không? Đánh em bằng dây xích. Lấy cái dây xích mà mỗi lần em bước vô nhà mà em mặc đồ đi đồ lộ, khi mà em bước ra em đi chơi á là em mượn đồ của cháu em mặc không à. Khi mà em đi chơi xong rồi em mới bỏ vô bịch đồ em cột lại em giấu vô tủ. Và khi cha mẹ em biết em lộ á là lấy dây xích chọi em không đó mọi người. Đó cực rất là thật sự là rất là buồn. Đó lúc đó cái cảm giác của em rất là bị buồn mà và em cái cảm nghĩ không biết khi nào mà mình trở thành một người con gái thật sự. Lúc đó em còn quá nhỏ đi. Đó thật sự là rất là buồn. Không biết em biết không biết nói sao luôn á. Là buồn. Nói chung là buồn lắm. Còn Ngọc Nhi em? Em là em may mắn hơn Đông vậy. Tại vì hồi lúc trước á là gia đình của em kiểu như là những khá giả mọi người, với lại em kiểu như là bị cái giống như là cái tính của em từ hồi là hồi nhỏ rồi, và ba mẹ em đã hiểu và đã biết và cũng đã thông cảm cho em. Nhưng mà lúc đầu thì em có khi mà mặc đồ con gái mọi người cũng giấu này kia lắm, mà mẹ em cũng thấy mẹ em cũng la cũng gầy này kia, nhưng mà ba mẹ em đã hiểu em là con người như vậy rồi. Giống như là những lúc mà hồi xưa em có đi học make up rồi này kia, ba mẹ em cũng giống như là đầu tư đồ này kia cho em học rồi từng đi từng tí, rồi nói chung là rất là thông cảm cho em. Và khi lớn lên rồi á thì gia đình em nó không còn được như trước nữa, và em phải tự cố gắng một mình đó mọi người, cho nên là mọi thứ giống như là nó đánh trên vai của em á. Đến lúc mà không biết nói sao luôn á, cảm động chút. Đến lúc mà em ở một mình á là lúc đó gia đình em nó không còn như trước nữa, và gia đình của em giống như là nó vô cái cảnh giống như là sao em cũng giống như bị sụp đổ mọi người. Ba mẹ em làm ăn không được nữa. Lúc này em ở nhà mướn riêng ở bên quận 8. Lúc đó thì em chơi với Đông. Từ lúc em chơi với Đông là hình như là 7-8 năm luôn rồi đó mọi người. Lúc trước là em chưa có gì hết trơn á, thì giống như là Đông thấy em ở nhà mướn gì đó, khi giống như là cũng giúp đỡ em, kêu là em về nhà Đông ở đi. Rồi từ khi mà em về nhà Đông ở, công việc này kia của em nó cũng ok hơn á, rồi em mới có tiền sữa này sữa kia. Rồi em lúc đó là em chưa có phẫu thuật, em mới làm ngực thôi, lúc đó em nó không có kinh tế nhiều á. Bên là em ở Sài Gòn có một mình em ạ, ba mẹ em là về quê hết rồi. Xong rồi em mới đi làm dành dụm rồi này kia, mới có tiền để chuyển đổi giới tính rồi sữa này sữa kia như ngày hôm nay. Chứ hồi đó em xấu lắm mọi người ơi, mọi người nhìn hình ảnh em hồi đó chắc mọi người không nhìn em đâu. Rồi
Chị nói chung thì xúc động quá rồi, nhắc đến gia đình em hay khóc lắm nha. Hôm nay thì Vivi cũng có hữu duyên đến Đông Đông với Ngọc Nhi, thì hai em cũng là một người cho hai em cũng là trong chị em trong cộng đồng của Vivi, thì cũng như Vivi cũng đã quen trước từ lúc đó rồi, thì hôm nay Vivi có đủ duyên cho nên mới đến tâm sự với hai đứa em gái của Vivi. Thì mọi người cũng như trên clip, mọi người cũng thấy trên clip kênh Thu Phương cũng vậy đó, thì thấy Đông Đông Ngọc Nhi giống như là một bé năng động, vui tươi, nhí nhảnh rồi cười khúc khích. Đây là những lời tâm sự của hai em khi đến với kênh YouTube của Vivi Cá Viên Chiên. Thì hai em hôm nay là trải lòng thực sự, thì đó mọi người cũng như mọi người cũng đã xem biết từ nãy giờ, thấy những giọt nước mắt Đông Đông Ngọc Nhi cũng hơi buồn chạnh lòng về nói cuộc đời, về chuyển giới của tụi em. Thì theo Vivi thì không có chuyển giới như Đông Đông với Ngọc Nhi, nhưng mà Vivi cũng hiểu một phần nào đó. Thì chị hỏi tiếp hai em là giống như là trước khi hai em chuyển giới á, thì hai em làm những công việc gì á, giống như là mình, giống như là mình đi bán hay là mình phục vụ này kia nọ, mình em hai đứa chia sẻ lên kênh giùm chị nha. Tại vì nói về cái tại vì em là sinh ra là một gia đình nghèo khó, chứ không phải là có tiền dư giả hơn như ai. Cái tiền mà em phải đi làm dành dụm là tiền từ em làm ra. Gia đình không có cho em được 1.000 nào để mà em chuyển giới cả. Tại vì gia đình rất là nghèo. Hồi xưa cái cảm nghĩ của em, em nói đó, em nói với mẹ em á, mẹ ơi, không lẽ giờ mẹ bán nhà đi, mẹ cho con tiền đó, làm ngực đi. Cho con cái làm ngực, cái con sống được cả đời con cũng mừng nữa. Cái ý nghĩ đó của em. Thì bây giờ gia đình quá khổ rồi, nếu mà bán nhà á mà cho tiền mình làm để sửa cái này á thì không bao giờ gia đình chấp nhận cả. Tại vì lúc đó mình còn quá trẻ, tại mình hay đi coi giống như là những người hồi xưa trong xóm em có đám ma nhiều á, thì em cũng hay vô đi vô show coi. Thấy mấy chị chuyển giới đi trước em á là những người đó rất là đẹp, em thấy em nhìn hoài em ghiền luôn á. Em nói biết khi nào em mới có được như vậy. Ước mơ của em là rất là lớn khi mà được nhìn mấy chị đó, là để cái đó là động lực cho tụi em. Thì cái công việc của em hồi xưa á, mọi người nghĩ đi, em làm quán cà phê một ngày chỉ có 50.000 thôi đó, mà người ta bao ăn, mọi người đi 50.000 để làm được cái gì. Nhưng mà em cũng cố gắng từng ngày, những cái số tiền đó em dành dụm. Sau em làm được vài năm, em đổi qua làm quán nhậu xong em bưng những cái lò nướng của BBQ á mọi người. Có lò nướng của BBQ mọi người biết nó nóng tới cỡ nào. Giống như là bưng ra cho mọi người nướng người ta ăn á. Em bưng mà một ngày em bưng mười mấy hai chục cái lò, tại vì cái phục vụ là mình sẽ có bàn riêng cho mình. Ai vô bàn mình thì mình sẽ bưng cái lò đó ra trước. Và sau đó là cho khách order đồ ăn. Một tháng em chỉ làm một tháng 2.700.000 thôi. Số tiền hồi xưa mà 2.700.000 một tháng là mọi người nghĩ đi, là phục vụ rất là cực khổ. Em phải dành dụm, một tháng em dành 2.000.000, còn 700.000 em để em dành em xài. Còn cái tiền bo đó, mỗi tháng là giống như là đi làm đó, là sẽ có bỏ vô cái thùng đó. Và một tuần nó sẽ chia ra được mười mấy trăm. Và sau đó em lấy tiền đó thì em đi chứ thóc mon. Lúc mà em đi làm đó, là lúc đó em nhớ là em 20 tuổi đó. Em dành dụm xong 22 tuổi em mới làm ngực trước. Em vừa đủ cái số tiền làm ngực là em đi làm luôn. Em làm vậy xong gia đình em có lo cho em. Thật sự là cái vấn đề là không cho em tiền, nhưng mà vẫn có lo cho em ăn uống đầy đủ và chăm sóc em thì có. Nhất là mẹ của em. Còn Ngọc Nhi với em? Dạ. Còn hồi xưa là em không có, giống như là em không có, giống hồi xưa em cũng nói với mọi người là hồi xưa em không có làm những cái công việc cực nhọc, không có phải động tay động chân nhiều quá. Cho nên là hồi lúc trước đúng là được cưng chiều của gia đình quá. Với lại hồi xưa em có, khi mà lớn lên thì em có làm nghề make up. Em đi học make up với lại học làm tóc của mọi người. Xong rồi em làm em cũng để dành được một ít. Xong rồi cái khi mà lớn lên á, cũng là trưởng thành rồi đó, em cũng đi chụp hình ảnh quần áo này kia mọi người. Cho nên là em có một số tiền. Lúc đó em làm ngược trước. Và khi mà em chụp ảnh rồi em làm công việc, những công việc nào mà có thể là em làm được là em có làm, em thể làm tất cả luôn á. Xong rồi cái em đã dành được một mớ tiền, em đi phẫu thuật ở dưới. Và khi em có được ở dưới á, là lúc đó em không có đủ tiền. Lúc đó là em không có đủ tiền, em phải mượn tiền em bỏ vô, em đi phẫu thuật về. Xong rồi lúc đó cái cơ duyên á là đến với nhóm Vedette Vũ Thu Phương, và em có đi show được á mọi người. Cho nên là em trả hết cái khoản nợ đó rồi đến ngày hôm nay. Chứ em không có làm phục vụ hay là những cái nghề khác đó. Nói chung thì mỗi đứa thì mỗi số khác nhau, không có giống nhau được. Thì cũng như Đông Đông thì cũng từ cái khổ đi lên. Còn ngày xưa thì gia đình em thì nó khác, nhưng mà bây giờ gia đình em thì nó khác, cho nên mỗi đứa có hai số phận khác nhau. Nói chung mỗi nhà mỗi cảnh hết trơn á. Thì giống như bây giờ là chị hỏi thêm một câu tụi em là em có được như giống như là em sau khi em chuyển giới rồi thì em còn mong muốn cái gì hơn nữa không? Giống như là em muốn, giống như là em sẽ sau này có một
tấm chồng đi, ví dụ gì đó trong cuộc đời LGBT của tụi mình đó, thì giống như là kiểu vậy, giống như là cũng hiếm khi nào mà gặp tình yêu đích thực lắm. Thì tụi em có cảm nghĩ gì chia sẻ về cho mọi người cùng biết không? Em không kiểu như là em không có đặt nặng vấn đề về về chồng đồ này kia nhiều của mọi người. Em chỉ quan trọng về vấn đề là em chỉ có sức khỏe nè, và em chỉ mong gia đình em có sức khỏe và em làm có tiền em để em lo gia đình cho em thôi, chứ em không cần chồng con. Nhưng mà kiểu xa vời quá mọi người, với lại trong giới của tụi em á là cái tình cảm trai gái á nó rất là tế nhị, với lại nó không có kiểu giống như là con trai với con gái thực sự của mọi người, cho nên là em không mong đến cái vấn đề luôn á. Em chỉ mong cái sức khỏe với lại công việc của em nó tốt, càng ngày càng tốt hơn thôi, và sau này em có một công việc ổn định hơn. Em chỉ mong vậy thôi. Còn em thì em thấy như là những cái cặp mà LGBT như tụi em á, thấy quen nhau ai cũng khổ hết trơn á, thật sự. Nhưng mà hiện tại giờ bây giờ em cũng đang có chồng, thật sự em đang có chồng. Và một người thật sự là chồng em thật sự là bây giờ đang rất là quan tâm và lo cho em. Em cũng rất là mừng, tại vì giúp đỡ em rất là nhiều luôn. Tại vì cái cuộc sống của em á, nhiều lúc á nó bị như thế nào em không có thể là nói ở trên đây được. Tại vì cái cuộc sống ai cũng sẽ bị vấp ngã một lần, hoặc là bị cái chuyện này chuyện kia xui rủi á. Thì khi mà em quen được chồng em á, thì chồng em cũng giúp đỡ cho em, và giống như là cho em một cuộc sống là hạnh phúc hơn, và lo lắng cho em, giống như là giúp đỡ em rất là nhiều. Em thực sự là khi em gặp được người chồng này thì em cảm thấy rất là hạnh phúc, và được mình được cưng chiều hơn những người khác luôn á. Em cảm nhận được như vậy. Thì giống như chị nghĩ là giống như là những người chuyển giới như em với Đông Đông, hoặc như hay tất cả mọi chị em trong thế giới của mình đó, thì cũng mong muốn một ngày là một phụ nữ giống như là giống như một người nữ, một người phụ nữ là bình thường, giống như là chồng con rồi cũng khao khát lắm. Thì nói chung bây giờ cái thời này mình là 4.0 rồi, mình đi theo cái thời đại nó khác rồi. Thì đó, cũng như mọi người thấy đó, Đông Đông thì cũng có một tình yêu cũng viên mãn. Như Đông Đông cũng chia sẻ thì Ngọc Nhi thì cũng không có nhu cầu về tình cảm hết. Ngọc Nhi chỉ muốn có sức khỏe, là được làm ăn tính tới cho Ngọc Nhi thôi. Thì qua đây clip sau đây là hai em có chia sẻ gì trên kênh của chị không? Giống như là nói cái gì trên kênh của chị á, thì khán giả này kia. Dạ, em cũng mong sau khi mà quay được cái clip này á, thì mọi người nhớ xem và chia sẻ livestream cho kênh VV Cá Viên Chiên. Rồi xem chị em á, là như hai tụi em đó. Mọi người chỉ thấy tụi em sống trong những cái ánh sáng, giống như là những lúc tụi em vui vẻ ngoài đời thôi, nhưng mà thực sự trong đời thường của tụi em á, thì mọi người tụi em muốn quay clip này để cho mọi người thấu hiểu được cái cuộc sống của tụi em như thế nào, và bên trong của tụi em cực khổ ra sao. Mọi người đừng nghĩ gặp ngoài đời là chắc có mấy con này đẹp quá hả, vui vẻ vậy thôi, chứ mà thực sự là khi mà đêm về mọi người đâm ra nhiều khi á, tụi em suy nghĩ tụi em khóc luôn á. Nhưng mà em cũng cảm thấy hạnh phúc khi bây giờ là mình đã giống như là chuyển giới được rồi, và tình yêu cũng có, và được nói chung là bạn bè đồ này kia cũng đi chơi và thương yêu nhau. Nói chung là qua kênh của VV Cá Viên Chiên thì em mong tất cả mọi người xem được cái clip này á, thì giống như sẽ hiểu được hai chị em và hiểu cho những bạn trong cộng đồng LGBT chúng mình. Và sao ta? Và kiểu giống như là những bạn mà trong cộng đồng á mọi người, khi mà giống như là hoặc như mà em với Đông Đông ra đường nha, hay là biết những bạn mà các bạn trong cộng đồng mà kiểu nhỏ nhỏ mà giống như là nhìn tụi em giống như là được, giống như là xinh đẹp hoặc là kiểu này kia cái nọ, cho nên mọi người rất là ao ước giống như em với Đông Đông. Nhưng mà thật sự là mọi người phải cố gắng lên. Hồi xưa em với Đông cũng giống như vậy á mọi người, rất là ghê luôn, xấu lắm luôn á mọi người, nghĩ đi. Giống như là hồi nãy em cũng vừa chia sẻ, em nói giống như là lúc em còn nhỏ là em nhìn mấy chị đơ lớn đi trước á là em đã khát khao, và bây giờ em không nghĩ là mình thành công đến được như bây giờ. Thì giống như là những bé lớp sau á, khi mà là nhìn em với Ngọc Nhi á, thì cũng mong sau á những bé đó có cái sự động lực và cái sự cố gắng, sự thành công, và đi làm kiếm thiệt là nhiều tiền để sau này như là đạt hoàn thành được ước mơ của mình. Em mong tất cả mọi người đều nhìn hai cái tấm gương của em để có động lực đi lên nha, tại vì hai tụi em đã từng khổ đi qua nên bây giờ đã được thành công. Nếu mà nói về thành công về cuộc sống thì không phải gọi là thành công hết, nhưng mà tụi em đã ước mơ là được chuyển giới như vậy là coi qua quá thành công. Nhiều khi cái đâm ra, em nói cho chị nghe, em lên bằng mổ em nằm á, em nói trong lòng á, cho dù á một ngày em sống để thành một người phụ nữ mà em đã chuyển giới rồi á, sau đó em chết đi em cũng ngoan nguyện. Trong lòng em nghĩ là như vậy đó. Nhưng mà em không ngờ á, là đúng như là em phẫu thuật được thành công và được may mắn và sức khỏe đều vẫn có lại. Em thật sự là hạnh phúc.
mà hồi hồi xưa mọi người kiểu như là mới làm mới mà mình để dành dụm được một chút xíu tiền, mình chỉ muốn là mình làm ngực thôi, mình không có nghĩ là mình chuyển giới ở dưới luôn á. Mình chỉ nghĩ là mình có ngực này kia là mình rất là hạnh phúc rồi, mà không không biết sao mà trời thương á, kiểu như trời thương mình á, rồi ông trời sẽ cho mình làm ăn được rồi này kia, mình sẽ có vốn rồi mình sẽ hoàn thiện cái con người của mình hơn á mọi người. Hồi đó là có ngực là em mừng lắm luôn á, chứ không có nghĩ là chuyển giới dưới luôn. Nhưng mà chị nghe nói là giống như mình lên bàn mổ rồi, như là mình thập tử nhất sinh, giống như mình đi hồi sinh lại trở lại. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi chị. Đúng rồi chị. Giống như là em với Ngọc Nhi, nói chung là bây giờ là giống như là một người khác. Một người khác nha mọi người nha, không không có phải như người cũ. Tại vì người cũ hình ảnh của tụi em lúc trước là rất là không có nhìn ra luôn á. Thực sự là hồi xưa là em ở quận 4. Xong cái bây giờ á, cái em đi về lâu lâu em về quận 4 em chơi, 6-7 năm em về em chơi. Người ta không bao giờ nhìn ra em. Người ta không biết em là cái người hồi xưa là ở đây luôn á mọi người. Khi mà em nói ra là người ta mới giật mình hết hồn luôn. Thật sự luôn. Tại vì người ta nói chuyện giới quá thành công. Đó, giống như mà cô chú các anh chị em làm clip quay về Đông Đông Ngọc Nhi một ngày vậy đó. Thì hai em cũng đã chia sẻ về cuộc sống, như tụi em cũng Đông Đông Ngọc Nhi cũng chia sẻ thì quá trình chuyển giới như thế nào, làm công việc như thế nào. Thì qua clip này thì em có nói có gì sơ sót á, sai sót thì mọi người bỏ qua cho tụi em nha. Thì bây giờ mình phá tan bầu không khí đi. Bây giờ chị hỏi em một câu nữa nè, là cho cơ duyên nào khi em đến với Vodafone Vũ Thu Phương để chung hội với chị em? Hồi xưa là em cũng có đi làm đó, em không có thời gian rảnh mà để đi ra chị Phương. Sau đó tự nhiên một thời gian sau tôi không biết sao cơ duyên, cũng như là cũng có bà chị rủ em ra quán chị Phương chơi uống nước rồi này kia. Không ngờ giống như là đi ra đó chơi xong nên chị em cũng hợp với nhau. Rồi xong ngày nào em cũng ra ăn cái mì chi ủng hộ chị Phương, xong tự nhiên không biết sao tiên cái chị em thân với nhau. Hồi đó là chưa có đi show, là chỉ có là chị em hay tụ tập đi ăn khuya rồi chơi đi chơi, cứ ngày nào cũng vậy trơn á. Đâm ra cái tình cảm nó có từ từ nó gần gần nhau hơn. Rồi xong cái từ từ là 5-6 chị em nó giống như nhóm của em bây giờ á, là thành lập một cái nhóm ra đi show luôn đó. Nói chung là sao bé, hồi xưa là em với Đông Đông là ít đi chơi, đúng rồi, tụi em ít giao lưu với những người trong cộng đồng lắm, ít tụ tập với lại ít chơi những người trong cộng đồng của mình lắm. Mà sau lúc đó ra đó chơi xong rồi cái không biết sao ngày nào cũng tụ tập tới khuya mọi người, xong rồi cái chị em cũng chứ là mình rừng với nhau á, rồi mình hiểu nhau hơn. Rồi tự nhiên lúc đó là hình như em nhớ lúc đó là hình như là có Minh Tuyết với Thu Phương là nhận được đi được cái show đó thôi, là lần đầu tiên Thu Phương cũng đi show hay sao á. Xong rồi Thu Phương với Minh Tuyết cái kêu tụi em theo chơi thôi chứ không có nghĩ là đi show. Xong rồi cái được mọi người ủng hộ nhiều quá đó, cho nên là từ từ tụi em cứ đi, cái tụi em thành quen luôn. Hình như cái nhóm mình lập được năm mấy đúng không ta? Mấy năm á? Năm mấy, 2 năm á? Mấy năm á? Ba năm á. Đúng rồi, mấy năm rồi đó. Thu Phương đọt được Mít 8 của MIQ á. Lúc là mới hay sao? Nó mới mới. Thì bắt đầu là cuộc đi show của em bắt đầu trỗi dậy lên, thì thành công ngày hôm nay mọi người được biết nhiều hơn. Và bắt đầu Thu Phương cũng làm YouTube thì mọi người cũng biết đến Đông Đông và Ngọc Như nhiều hơn. Thì cơ duyên cho đến nha, chị em đến với nhau kiểu như là Vivi, Minh Tuyết, Gia Hân, Đông Đông, tất cả trong chị em ở đây là cũng vòng vòng chị em cũng biết. Nói chung là chị cũng biết tụi em cũng mấy năm nay rồi. Thì đi chơi với Thu Phương này kia nọ, thì kết duyên với Thu Phương. Thì qua tới đây clip thôi mình cũng kết thúc thôi, cũng nhiều rồi. Giờ hai tụi em đói bụng chưa? Đã đói. Ok, giờ chị dắt hai đứa đi ăn. Thôi em ăn chị nha. Rồi xuống. Đó được mọi người đó nha. Rồi chúc tất cả các cô chú anh chị YouTube mình đi. Dạ. Sau kết thúc clip thì em với Ngọc Nhi xin chúc tất cả mọi người đang xem clip của chị Vivi Cá Viên Chiên thật là giàu giàu sức khỏe nè, vạn sự như ý nè, công việc thì tấn tài tấn lộc tấn bình an. Còn Ngọc Nhi thì em chúc tất cả những người xem kênh YouTube của chị Vi á, nói chung là đầu tiên là sức khỏe đi ha, sức khỏe nè, còn công việc nè, lúc nào cũng suôn sẻ, lúc nào cũng vui vẻ này kia đó mọi người. Rồi, mọi người nhớ xem và subscribe kênh Vivi Cá Viên Chiên nha. Chị còn một chuyện nữa là sắp tới đây là mình biết chuyện gì không? Chuyện gì nữa chị? Đố tụi em nói được á. Thu Phương mở quán hả chị? Đúng rồi. Em biết là đúng rồi mọi người ơi. Tụi em biết là mở quán nhưng mà chưa có biết là ngày nào khai trương. Chưa biết ngày nào khai trương nha mọi người nha. Chưa biết luôn, tại vì em nghe chị địa chỉ là Ngô Gia Tự thôi. Ngô Gia Tự thôi, trên đường Ngô Gia Tự. Đúng rồi, chị biết chị Diễm thì đang set up tất cả mọi thứ, thì khắp tới đây là chưa. À, Đồng Đồng với Ngọc Nhi cũng ra khai trương quán. Đúng, đúng rồi, khai trương sẽ có mặt em nha mọi người. Khai trương mọi người nhớ ra ủng hộ quán của mẹ em nha. Là em nghe á, em nghe là cái đợt này cái chị Phương mở quán là chị Phương sẽ lột xác, giống như là cái quán nó hoành tráng hơn và giống như là có cái chỗ ăn chỗ ngồi nó ok an toàn hơn nữa mọi người ơi. Thì cứ dừng những cái quán khác nhiều khi em thấy cái chị Phương á giống như bán ở ngoài đường nó rất là lên đên nha mọi người, chứ không phải là cái kiểu mà ở ngoài, tuy nó đắt thiệt nhưng mà nó rất là lên đên, nó không phải là cái chủ trú của mình. Nhưng mà hôm nay em thấy được chị Phương có được một giống như là
một cái quán là quán sao gọi là sao ta, một cái quán ok hơn, ok hơn thì em thấy yên tâm hơn cho chị Phương, không phải sợ mà cái này cái kia cái nọ, tuy nhiên nhiều lúc á bán rồi đông quá rồi cũng bị cái này cái kia trục trặc mưa gió đó mọi đúng người rồi. Rất là cực luôn. Nhưng mà bây giờ chị Phương có được một cái giống như cái gọi là cái tổ ấm mới á thì em cũng chung xin chúc chị là khai trương hồng phát và mua may bán đắt nha. Đó. Tứng tài tứng lộc tứng bình an nha. Chụp hình luôn, có đúng ghế rồi. Thanh long luôn rồi có em đang hỏng nha, hỏng nha. Giống như là homestay mini nho nhỏ gì đó. Thì thôi cũng kết thúc clip tại đây, thì kính chúc các cô chú anh chị trên kênh YouTube của Baby Cá Viên Chiên thật nhiều sức khỏe. Em có nói gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua cho em với lại Đông Đông Ngọc Nhi với mọi người nha. Mọi người nhớ xem kênh Baby Cá Viên Chiên, xem và subscribe nha. Bye bye mọi người.